Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành thanh tra 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2018. Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, trải qua 73 năm xây dựng, hình thành và phát triển, lực lượng thanh tra Bộ Công Thương luôn đổi mới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế đất nước, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới. Riêng trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ, cán bộ thanh tra Bộ Công Thương đã và đang triển khai 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra đột xuất, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành 71 cuộc thanh kiểm tra. Qua đó đã xử lý vi phạm hành chính gần 290.000 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý thị trường, xử lý trên 70.000 đơn vị vi phạm về các lĩnh vực khuyến mại, an toàn vệ sinh công nghiệp, quản lý điện lực, vật liệu nổ, hóa chất, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, vân vân. Để tiếp tục làm tốt công tác thanh tra trong thời gian tới, lực lượng thanh tra Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch với những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh thanh tra kinh tế, xã hội, tăng cường thanh tra chuyên ngành, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tham nhũng, vân vân. Cũng nhân dịp này, 25 tập thể và cá nhân đã vinh dự được Bộ Công Thương trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra ngành Bộ Công Thương.